Mấy người đang sang. Em dậy sớm để đi xem hội. Đấy, chẳng ra đây người ta. Người dậy sớm để đi xem hội. Chả ai xem. Ước kiện tình là người ta đang ngủ. Chị Tâm dậy rồi làm sao ngủ được. Giờ này cơ mà lại lật bên trái lại lật bên phải.